Ok. Rồi, hướng right. Hướng right ha. Shift. Chuột phải. Rồi, kéo vào đây. Cần trên C. Ok. Hướng F3. Cần trên V. Ok. Rồi, hướng 3D. Shift. Hướng 3D là hướng này ha. Hướng này là đây, biểu tượng đây. Shift, chuột phải. Copy hết luôn. Cần trên C. Option. Hướng 3D. Cần trên V. Ok. Rồi, khi ta đã tạo xong thím tắt thì ta không bao giờ cần phải lôi lôi cái biểu tượng ở đây ra nữa cả. Không cần mà phải lôi ra nữa, trừ khi ta chọn những hướng đặc biệt thôi. Những hướng đặc biệt là gì? Hướng bố tông này là nghịch với hướng top nè. Hướng left là nghịch với hướng right nè. Hướng back là nghịch với hướng phong nè, thì ta mới vô ra ta lấy. Mình những trường hợp này rất là hiếm. Rồi, thì ta đã tạo phím tắt xong thì ta không bao giờ phải lôi thằng này ra nữa và ta tắt đi. Rồi, bây giờ ở đây tôi nhấp cái này lớn lên. Cái này tôi xóa đi ha. Xóa đi. Bây giờ nó đang hướng top đúng không? Hồi nãy tôi phân tích rồi. Nãy tôi phân tích rồi, bạn không có phải làm việc ở bốn cái view như bốn cái hướng như thế này mà phải làm một cái màn hình lớn như thế này thôi, nhấp đúp vô cho nó lớn như thế này thì ta sẽ quan sát tổng thể nó là thuận tiện hơn. Khi bạn vẽ bốn cái hướng như thế này rất là khó. Nhấp vô đây. Bây giờ tôi đang ở hướng top đúng không? Tôi nhấn phím F2 ha. Rồi, các bạn thấy đây nó chuyển về hướng phong. Top phong.